Em chào mọi người, đây là cái bồn inox 1000 lít ngang. Bồn này rất dày và đẹp, bồn đã qua sử dụng rồi mọi người nha. Bên em đang chuẩn bị giao ra trành xe cho một khách hàng ở An Giang. Mình ở các tỉnh thì mình có thể đặt hàng để bên em giao ra trành xe cho mình nha. Mình chịu khó liên hệ trành xe mà chạy qua nhà mình á, cho nó gần, mình dễ đón, dễ trả hàng. Thì mình sẽ có cái bồn nước vừa bền vừa rẻ, sử dụng hoài hoài luôn mọi người nha. Bồn 1000 lít rất dày, bồn của toàn Mỹ đấy ạ. Em chào mọi người, hãy nhớ đăng ký kênh để biết thêm nhiều thông tin về bồn nước hơn nha. Những người ở tỉnh đều có thể đặt hàng được rồi mọi người ạ.